Tập cuối 2 ngày 1 đêm, Kiều Minh Tuấn, Trường Giang xúc động nói lời chia tay. Kiều Minh Tuấn bật khóc khi nói về Trường Giang. Tập cuối của chương trình truyền hình 2 ngày 1 đêm vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết cảm động, 6 thành viên gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Clip Fan, Hiếu Thứ Hai đã có dịp ngồi lại với nhau để tâm sự về hành trình vừa trải qua, đồng thời nói lời chia tay khán giả. Trong đó, Kiều Minh Tuấn gây xúc động khi kể về Trường Giang rằng thực ra thì khi mà đọc comment, bình luận từ khán giả, Tuấn cũng thấy thương người anh. Mọi người hay nói là anh Giang rất hơn thua, mỗi lần thua thì anh Giang hay cọc hay anh Giang tỏ vẻ ta đây này nọ. Thực sự thì cái cơ mặt anh Giang giống như kiểu nhân vật mười khó vận vô người. Tuấn hay nói đùa rằng cái mặt anh Giang nó nhào như trái táo tàu. Mình không phải biện minh đâu, mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng anh ấy luôn lo từng ly từng tí, nâng đỡ cho đứa em yếu nhất. Chỉ tay về Hiếu Thứ Hai, đến mức mà Tuấn cũng có lúc ghen tị với Hiếu. Nhưng anh Giang đang lo cho điều lớn hơn, ấy là giúp 6 anh em đều được thể hiện cá tính, sự tự tin hay bản lĩnh. Hiếu Thứ Hai có thể ít nói hơn, nhưng với chương trình này, 6 anh em là 6 mảnh ghép riêng biệt. Sau khi nói xong thì Kiều Minh Tuấn bật khóc. Các thành viên còn lại cũng rưng rưng không giấu được sự xúc động. Về phần Trường Giang, anh bày tỏ rằng khi mới thực hiện chương trình, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy là những thành viên mà anh tin tưởng nhất. Vì Trường Giang biết rõ Ngô Kiến Huy hoạt ngôn, nhanh nhẹn, còn Kiều Minh Tuấn thì quá vững vàng với việc diễn xuất trước ống kính. Trường Giang từng khá lo lắng cho Hiếu Thứ Hai, vậy nên trong suốt hành trình vừa qua, Trường Giang lúc nào cũng nâng đỡ, tạo điều kiện cho Hiếu Thứ Hai có cơ hội thể hiện bản thân. Cũng trong tập cuối 2 ngày 1 đêm, ekip sản xuất đã cho 6 trợ lý thân cận của 6 nghệ sĩ cùng lên sóng. Trong số này, gây chú ý nhất là mẹ của Lê Dương Bảo Lâm và em gái Kiều Minh Tuấn. Trong nhiều số phát sóng trước, mẹ Lê Dương Bảo Lâm luôn đi theo con trai và chăm sóc các thành viên còn lại hết sức tận tình. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện công khai và cùng ekip sản xuất chia sẻ cảm xúc về hành trình đã qua.